chưa có yêu ai làm kỳ vậy? Chưa yêu ai chứ. Ngộ người ta. Tại là anh kén chọn đó không? Không, tại cái số mình là tới giờ luôn. Của mình trên đây giờ hiện tại mình làm quản lý gì là lương tháng được bao nhiêu anh? Khoảng chừng 15 triệu. 15. Dạ em chào anh. Hôm nay anh gọi cho em là anh muốn lên chương trình Kết Nối Yêu Thương hả? Xin phép anh là cho em hỏi anh tên gì và bao nhiêu tuổi? Tên Trọng. Trọng. Bao nhiêu tuổi anh? 40. 40 ha. Quê quán mình ở đâu? An Giang. Ở An Giang hả? Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn hay sao? Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Thì khi mà cuộc hôn nhân mình sao rồi? Cuộc hôn nhân mình sao rồi? Lúc trước giờ chưa có vợ. Còn trai tăng luôn? Còn trai tăng mà. Rồi có xem được để ý cái cô nào trên mạng trên kênh của anh em chưa? Xem nhiều lắm mà. Có để ý được cô nào chưa? Chưa. Chưa ha. Thì bây giờ là cái người hôm nay là anh gọi cho em là tới đây để mà ghi hình trực tiếp để mà cho quý chị em nào mà biết là chị anh Trọng 40 tuổi, hiện quê quán là ở An Giang và hiện tại sinh sống là làm việc ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ trước tới giờ là anh chưa có gọi là kết hôn gì cả quý ông bà quý chị nha. Thì cái người mà tiêu chí lựa chọn của anh đặt ra là người như thế nào, người phụ nữ như thế nào? Người anh tiêu chí mà người sau này đến với anh á, là tiêu chí là của anh đặt ra người phụ nữ đến với anh như thế nào? Biết về lo làm ăn là được rồi. Biết lo làm ăn là được rồi. Có chọn là độ tuổi còn bao nhiêu không? Không, tuổi tác không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Hiện tại là anh đang thuê nhà trọ đây hay sao? Nhà trọ lắm á. Nhà trọ đường mà đường siêu 4 luôn á. Rồi bây giờ là nếu mà em đăng tải lên thì có một cái chị nào đó mà có nhà cửa thì rước anh về ở, hai người tự tìm hiểu với nhau và rước anh về ở thì anh có chịu ở rẻ không? Chịu luôn ha. Rồi cái người phụ nữ mà anh chọn là độ tuổi rồi bao nhiêu tới đâu bấy nhiêu? 45 hay là 50 cũng được. Là có nghĩa là từ độ tuổi từ chở anh đến 50. Ngày sau mà ghi hình mắt nhau nheo vậy? Bình thường thôi, anh em mình bình thường nha. Thả lỏng cơ thể ra, anh em mình nói chuyện với bình thường thôi. Rồi ok. Thì anh nói chung là anh cũng không có gọi là kén chọn gì cả, ở rể cũng được luôn. Độ tuổi từ 50, từ tuổi 40 đến 50. Đúng không? Đúng, ok. Có cao lùn hay là ốm mập gì không? Tại ốm lùn cũng được chứ. Miễn là đến với anh chân thật thôi ha. Chân thật chứ dưới đây được rồi. Thì công việc mình làm trên đây làm gì anh? Giày dép. Công nhân giày dép hay là quản lý? Làm quản lý. Quản lý luôn. Công ty lớn không? Tí lần này nữa. Mà lớn, công ty lớn không? Lớn, công ty nhà nước. Quản lý, anh quản lý được bao nhiêu công nhân? Một trăm mấy người công nhân á. Trăm mấy cũng công nhân ha. Anh là quản lý luôn. Thì anh hiện tại bây giờ là chưa có chọn một cái cô nào cả. Chưa. Thì hiện tại bây giờ anh ở nhà trọ một mình ha. Ở một mình hả? Một mình và là trai tăng luôn đó, giờ chưa trai có. Trai tăng luôn, chưa có luôn. Chưa có mà luôn. Chưa có kết hôn với ai chứ á. Đó giờ có yêu ai chưa? Chưa luôn. Chưa luôn. Từ nhỏ lớn luôn á. Vậy hả? Rồi chưa có yêu ai kỳ vậy? Chưa yêu ai chứ. Ngộ người ta. Tại là anh kén chọn đó không? Không, tại cái số mình là tới giờ luôn. Cái số là sao? Cái số mình tại không có duyên nợ á. Không có duyên nợ, chưa đủ duyên nợ ha. Thôi cái tiền lương của mình trên đây giờ hiện tại mình làm quản lý gì là lương tháng được bao nhiêu anh? Khoảng chừng 15 triệu. 15 triệu. Mình có tăng ca không? Tăng ca. Ở quản lý cũng tăng ca nữa hả? Tăng ca là mấy quản lý mấy người đó. Có nghĩa là công nhân tăng ca là một mình cũng phải tăng ca theo để mà quản lý công nhân. Đó là chuyên sản xuất giày ha. Sức giày dép rồi. Rồi mình ở đây như vậy là mình sinh hoạt ăn uống là mình tự nấu hay làm ăn tiệm? Tự mình nấu. Tự mình nấu luôn. Mình đi làm về mình tự nấu. Chiều về tối mình về chợ nó bán tới 7-8 giờ mới dẹp. Mua đồ ăn về nấu cơm mà ăn đó. Vậy đó ha, cũng giỏi đó ha. Gia đình mình ở dưới đông anh em không?
bốn người. Anh là thứ mấy? Thứ năm hả? Út hay sao? Út à. Rồi trước khi mà gọi cho anh em lại quay kết nối đó, thì mình có gọi điện gia đình biết chưa? Rồi hai gia đình có nói gì không? Rồi, cũng được kiếm mà con kiếm ngự đi cái mà cái con mà con ở mà ở mà ở mà ở gì hoài sao được. Rồi bây giờ nè em, khi mà em đăng tải cái video này lên á anh Trọng, nếu mà cái chị nào đó mà thích anh á, muốn tìm hiểu đến anh á, thì nếu mà người đó không có nhà cửa đi, rồi người ta hai người đến với nhau đó, thì có hiện tại cuộc sống bây giờ là mình lo nổi cho vợ mình không? Nổi ha. Lương tháng 15 triệu. Lương tháng 15 triệu rồi, dư rồi, sức rồi. Tiền nhà trọ đây theo tháng nhiêu anh? Triệu. Có 1 triệu à? Điện nước luôn chị qua. Bây giờ hỏi thiệt nè. Dạ. Dư được nhiều không? Dư được nhiều chưa? Dư được mấy cây rồi? Dư mà gửi về quê hết rồi. À gửi về quê là ba mẹ. Gửi về cho bà già bà giữ rồi. Bắt tiếng mà em đi. Là gửi về mẹ ba mẹ giữ đó để mốt cho mình lấy vợ hả? Rồi đã ha. Nhà dưới là rộng không? Nhà dưới quê rộng không? Rộng ha. Nếu mà chị nào mà kết duyên với anh á, thì anh có giống như là ở dưới quê luôn hay là ở trên Sài Gòn này? Muốn ở nhà cái mà nhà vợ cũng được. Là muốn ở đâu ở ha? Rồi về quê có làm dâu không? Không có làm dâu luôn. Vậy là thoải mái ha. Rồi nãy theo anh, như anh nói em có hỏi đó, thì anh nói rằng là nếu mà chị nào ở kết anh á, là anh ở rễ, chấp nhận là ở rễ luôn. Chấp nhận ở rễ. Mà ở rễ khó khăn lắm nha, chứ không phải đơn giản đâu à. Thì có cái chị ở trên Ninh Ninh á, nếu mà anh chịu thì tí nữa em sẽ gửi cái hình đó cho anh. Chị đó là chị tên gì em quên rồi, chị Trang. Chịu. Ở Tây Ninh á là nghĩa là trồng nấm gom. Chỉ là chủ thuê đất để mà trồng nấm gom, mướn đâu mười mấy chục thợ gì đó. Rồi. Nếu mà hợp thì em sẽ cho cái số điện thoại hoặc là chị để chị biết ha. Chịu. Thì nói chung là anh là chọn một người phụ nữ là rất là đơn giản, miễn là yêu thích mà mến anh thôi. Mến. Rồi sống với nhau cùng hòa đồng, đừng có cự lộn cự lão là được rồi. Cho em hỏi nè, mình có ăn nhậu hút thuốc gì không? Cô có hút thuốc mà ít nhậu lắm. Hút thuốc mà ít nhậu hả? Ừ. Là ít nhậu là có nghĩa là lâu mới nhậu hay lâu mới nhậu? Có kinh phán uống chừng lon bia hai lon bia với anh đó, uống với anh ruột á. Giống như anh em là tụ họp lại là nhậu thôi đúng không? Lễ lọc rồi này nọ đó. Lễ lọc rồi đó, nhậu. Thì anh có đôi lời nào anh gửi đến cộng đồng mạng và cũng như là mấy chị mà sắp hẹn hò với anh á, anh có đôi lời anh gửi đến, nhắn nhủ đến mấy chị đó giùm em nhé. Rồi. Nhắn nhủ đi. Nhắn nhủ lại mà lại mấy em nha. Sao đơn giản vậy thôi hả? Rồi nói sao nữa. Là ảnh từ chị, mấy anh chị xem cũng thông cảm, tại vì ảnh là từ trước bây giờ cũng chưa có người yêu, cũng không biết là nhắn nhủ như thế nào. Đây em đôi lời em nhắn nhủ giùm, anh tắt cái tiếng đó đi. Nhắn nhủ đến mấy chị nào nhanh tay để mà kết duyên với anh Trọng. Anh Trọng là mới có 40 trai tăng luôn nha, ở rễ thì ok luôn, chấp nhận ở rễ thì nếu mà ở với ảnh thì cũng được, không sao cả. Thì ảnh thì chắc em nghĩ anh nhút nhát quá cho nên là anh không có nhiều đó, đúng không? Tại mình nhát á. Nhát quá ha. 40 là chưa có một mảnh tình nào dắt dai luôn. Chưa có mảnh tình nào dắt dai trên lưng. Thì nếu mà chị nào muốn kết nối thì hãy gọi vào số điện thoại trên màn hình nha quý bà anh chị. Anh Trọng ơi, cho em hỏi nè, nói như thế nào ta? Khi mà em đăng tải lên trên tất các mạng xã hội á thì thì sao? Thì anh em sẽ kết nối cho anh, nhưng tình cảm và cái hạnh phúc của mình á là mình tự quyết định, anh em không có quyền quyết định vào trong đó nha. Rồi anh em mà chia sẻ lên trên mạng thì sau khi vợ up cái video này lên, anh Trọng chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình ha. Chịu. Anh Trọng có hứa chắc rằng đây là những lời nói của anh là sự thật ha.
Rồi. Ừ. Khi mà anh có cho em đăng tải câu chuyện và cũng như là câu cái hình ảnh của anh lên các trang mạng xã hội không? Cho ha. Cho. Ừ. Khi mà anh em đăng lên rồi anh em không có thể nào gỡ xuống nha, cho dù bất cứ lý do gì cũng không gỡ xuống nha anh. Rồi rồi, ok. Ừ. Thì quý ông bà anh chị mình chị em nào mà có thích anh Trọng U40 này thì hãy cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình để anh em có thể là cho số Zalo hay là này nọ. Và anh Trọng em nói thêm vấn đề này, nếu mà cái chị nào đó thích anh á, có kết anh á, thì em hãy hỏi ý kiến anh là có cho Zalo hoặc cho số điện thoại em mới có quyền cho nha, chứ không tự động em cho được nha, tại vì cái thông tin cá nhân của anh em không thể nào cho bừa bãi được nha. Rồi rồi rồi. À, rồi em đôi lời gửi thay anh Trọng để mà gửi đến cho quý bà anh chị, chúc quý bà anh chị mình luôn luôn vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Bye bye tất cả quý bà của chúng chị. Bye bye đi anh. Bye.